Hello, xin chào cả nhà. Lời nói đầu tiên em xin chúc cả nhà nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Hiện tại em đang có mặt tại khu vực ngã tư Đồng Tâm. Ở tuyến đường đó là trục đường quốc lộ 1A và em đang đứng ở khu vực đầu đường của đường tỉnh DT870. Thì tuyến đường tỉnh DT870 này sẽ được nâng cấp mở rộng để làm đường dẫn chính lên cầu Đường Biển 2, và hôm nay em sẽ đi và cập nhật hình ảnh về việc giải phóng mặt bằng để làm đường dẫn chính lên cầu Đường Biển 2 này, mời cả nhà cùng xem. Thì hiện tại lúc này em thấy cũng đang là rầm rộ để giải phóng mặt bằng để làm đường dẫn cầu Đực Miếu nè. Thì hiện tại là đang giải phóng mặt bằng ở phía của tay trái em, là của thành phố Mỹ Tho, và đang cũng tiến hành giải phóng mặt bằng phía tay phải của phía Châu Thành, tỉnh Tiền Giang ha. Ở đây đó, đây thì nhà dân đang giải phóng mặt bằng nè để tiến hành mở rộng làm cái đường dẫn lên cầu Đực Miếu 2 này. Thì hiện tại là tuyến đường này với hai làn xe và sẽ được mở rộng lên 4 làn xe, từ điểm đầu là từ ngã tư Đồng Tâm đến điểm là ngã ba Đồng Tâm. Thì đoạn này sẽ được mở rộng, và đoạn mở mới thì từ ngã ba Đồng Tâm đi ra đến bờ sông Tiền và nhịp dẫn lên nhịp chính dây văn của cầu Đực Miếu 2 luôn. Thì đây là hiện tại em đang ở gói thầu số 1 của công trình cầu Đực Miếu 2. Gói thầu số 1 này có chiều dài khoảng 5 km ha. Thì hiện tại thì phía Châu Thành đã và đang tiến hành giải phóng mặt bằng nè để mở rộng đường DT870 này ha. Thì phía trước thì xe cuốc cũng đang làm việc, thì cũng đang giải phóng mặt bằng. Phía dưới thì của thành phố Mỹ Tho thì cũng đã được mở rộng giải phóng mặt bằng trước đó, và bây giờ thì đến khu vực của phía Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ở khu vực này là của xã Thạnh Phú nè, Châu Thành, Tiền Giang. Đang đi tới khu vực này là của trường trung học phổ thông Phước Thạnh của thành phố Mỹ Tho. Thì nãy giờ em đi cũng nhìn thấy là khu vực ở đầu trong với ngã ba Đồng Tâm thì được giải phóng mặt bằng rầm rộ hơn. Bây giờ em mời cả nhà cùng em di chuyển tiếp để xem việc giải phóng mặt bằng ở đây như thế nào. Thì hôm trước thì phía thành phố Mỹ Tho thì giải phóng mặt bằng trước, hôm nay thì đến khu vực của Châu Thành. Thì cái đoạn Châu Thành thì đang tiến hành giải phóng bằng nhanh nè, từ đoạn đầu tông tới đầu ngoài luôn. Em thấy đi là cũng có thấy khu vực nào cũng có đang giải phóng mặt bằng ha. Thì hôm trước phía ở dưới thành phố Mỹ Tho thì chia từng đoạn giải phóng từng đoạn, còn phía trên của Châu Thành thì làm đều luôn, đoạn nào em thấy cũng có giải phóng mặt bằng. Đây. Thì hiện tại đang giải phóng mặt bằng. Thì đầu trong nữa em thấy phía thành phố Mỹ Tho cũng đang tiến hành đổ những cái cống thoát nước ha,
và tiến hành làm cống thoát nước để sau này làm vỉa hè luôn. Ở khu vực này đang giải phóng mặt bằng nè, nó xe rồi cũng đang làm việc. Rồi em mời cả nhà tiếp tục cùng em đi trên tuyến đường này coi việc giải phóng mặt bằng thực tế như thế nào nha. Cống nè để tiến hành sau này lắp cống thoát nước cho đoạn đường DT870 này.
Ở đây có những cái phần cát chưa đúng quy định về để làm đường ha, thì vẫn còn để ở đây, chưa có di chuyển đi chỗ khác. Và khu vực này thì bắt đầu từ đầu tâm, ngã ba ngã tâm đã có giải phóng mặt bằng phía bên huyện Châu Thành rất là nhiều. Và bên tay trái chúng ta thì từ khu vực này bắt đầu các anh công nhân đang tiến hành đổ cống nè, rồi xe cuốc thì cuốc những cái phần đường cống ha, để tiến hành đổ bê tông phần đường cống luôn. Một số hình ảnh gửi đến cả nhà cùng xem. Thì đến khu vực này em có di chuyển lẹ ha, thì em sẽ lưu ý cho những cái video sau, mong cả nhà thông cảm giúp em ha. Thì bắt đầu khu vực đầu trong này là những việc giải phóng mặt bằng của phía Châu Thành rất là nhiều nè. Còn phía bên dưới thì các công nhân đang tiến hành đổ phần đường cống này, phần đường cống ở đây cũng đang tiến hành đổ một đoạn rất là xa nè. Thì mong cho việc giải phóng mặt bằng phía bên Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nữa, thì việc mở rộng đường DT870 này sẽ được đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành đúng như dự kiến đã được đề ra. Ở đây đi đến khu vực này thì em đã đi đến rất gần đối với khu vực của ngã ba Đồng Tâm rồi. Ở đây khu vực ở đây cũng đang giải phóng mặt bằng để tiến hành, ở đây sẽ em nghĩ là sẽ tạo một cái vòng xây lớn đó. Đây trước mặt chúng ta đó là ngã ba Đồng Tâm ha, thì bẹo phải thì sẽ lên được tại rắn Đồng Tâm và đi thẳng thì sẽ ra được ngã tư Bình Đức và chợ Bình Đức ha. Khu vực phía dưới này cũng có giải phóng mặt bằng một đoạn nè. Và đây thì phía bên đây là tuyến mở mới ha, mở mới hoàn toàn từ khu vực ngã ba Đồng Tâm sẽ giải phóng mặt bằng ra đến khu vực ở ngoài sông Tiền để làm cái đường chính lên cầu Rạch Miễu 2 nhịp chính Dây Văn. Và ở đây thì cũng chỉ mới giải phóng mặt bằng một đoạn. Gửi hình ảnh đến cả nhà. Và đây hướng này là hướng đi lên tại rắn Đồng Tâm nè. Đó. Tuyến đường này sẽ đi lên đến cửa cổng chính của tại rắn Đồng Tâm. Ở phía sau lưng này là ngã ba Đồng Tâm em vừa mới đi qua. Cảm ơn cả nhà đã xem video, chúc cả nhà xem video nhiều niềm vui,